Hello, chào mọi người đến với kênh của mình nha. Thì đi làm lô cao su thường thường là ngày đầu tiên là ngày cực và ngày cuối cùng của giác bãi là rất là cực mọi người. Thì các anh em phải kéo ranh rồi phải làm cho nó an toàn gọn ghẽ của cái lô mới được qua lô mới mọi người. Thì mấy anh em hôm nay là ngày giác bãi rất là phấn khích luôn đó. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị để kéo ranh mọi người, các anh em hãy đón xem mà hôm nay là ngày giác bãi của đội cưa mình như thế nào nha. Nhờ máy kẹp này đưa lên và còn cái cây đó nha mọi người, cây này khá là bự, cây đầu luồng đó. Thường thường là mấy cây ranh là cây nào cây nát bự gì không mọi người đó, nguyên hàng mọi người thấy là nguyên hàng là cây bự. Đây đây là cái thang máy nha, đây là thang máy là từ thay thế cái thang, đây anh điều khiển thang máy nha mọi người, anh Hòa điều khiển thang máy, nhớ điều khiển thang máy cho ok nha anh. Thấy cây khá là bự, bên đây là cao su non nha với cái hàng rào mọi người. Nay được danh dự trèo cây á nha, phải giỡn đâu nha, bình thường là trèo cây không được đâu, là phải được danh dự mới được trèo cây đó. Wow, đèo ghê quá. Phải cột cao lên đó mọi người. Thì cái hàng rào này xe máy kẹp nó bò vô cái khoảng này là không có dừa nha, cho nên không có phụ đẩy được. Bởi vì 100% là máy cài kéo nha mọi người. 100% là máy cài kéo. Này chiếc kho 4600 kéo. Đẩy ra, nhưng mà bây giờ là cái chỗ này, vị trí này anh lắc đầu không có được mọi người, cho nên bây giờ 100% là cái máy cài nó kéo ra khá là căng nha mọi người, cài cũng khá là bự lên, cài khoảng 5-6-7 mà. Thương Nguyễn sẽ đi hạ nha mọi người. Thank you.
nghiệp thì bỏ ra ba máy để đi làm ranh thì người thấy rất là cực luôn á. Mấy anh đang trèo lên, còn mình với chú Lộc với anh Hiếu đi rã, mọi người đã phải sao. Bự luôn, cái vàng thấy bệnh luôn mọi người, thấy cái vàng thấy bể luôn mọi người. Ồ, cái này mà vô nó cắn thôi nước lột dệt. Xong mọi người thì các anh em tập trung lại đánh lượt tấn công cuối nữa là rút ngang mọi người để chuẩn bị sẵn sàng qua lô mới nha. Ok, giờ mình sẽ cắm quay đây. Rất là an toàn cho đối với đầu cư của mình. Ok, bây giờ mình kết thúc video nha mọi người. Yêu mến đầu cư của mình, hãy cho đầu cư mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp tục làm những video cho mới cho người xem. Chúc người luôn thành công trong cuộc sống và những điều tốt đẹp cũng đến mọi người nha. Bye bye và hẹn gặp lại.